Chào mừng các bạn đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món gỏi xoài bạch tuộc. Và để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là một trái xoài. À, trái xoài của mình nặng nửa ký. Hôm nay mình chọn cái loại xoài xanh nha các bạn. Và đây mình dùng một củ cải cà rốt. Và củ cải thì nặng 100g. À, một cây sả, một trái ớt, một trái chanh. Phần chanh này thì mình dùng khoảng nửa trái là được rồi nha các bạn. Tại vì xoài nó đã có vị chua rồi. Và mình dùng vài lá rau răm nè. Còn đây là gừng, gừng thì mình sẽ dùng khoảng 8g và 20g củ hành tím. Và một con bạch tuộc này nặng 300g. Và muối thì mình sẽ dùng nửa muỗng canh. Nước mắm thì mình sẽ dùng 3 muỗng canh và 3 muỗng canh đường. Còn đây là đậu phộng mình sẽ dùng khoảng 40g. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình chỉ việc bắt tay vào và làm thôi. Phần sả thì các bạn đập dập, sau đó mình sẽ cắt ra thành 3 khúc. Rồi gừng thì mình sẽ sắc lát. Cái phần sả với gừng này thì mình sẽ đi hấp bạch tuộc nha các bạn. Mình hấp để cho bạch tuộc của mình nó thơm hơn á. Rồi mình đã bắt lên bếp một cái nồi nước rồi đó các bạn, để mình hấp cách thủy đó. Rồi mình sẽ cho bạch tuộc vô trong cái xửng hấp. Tiếp theo là mình sẽ cho sả và gừng vô. Các bạn để phần sả và gừng lên trên cái mình của con bạch tuộc á, để khi mình hấp á thì nó sẽ thơm hơn. Mình sẽ hấp trong vòng 15 phút. Mình đậy nắp kính lại nha các bạn. Hấp với lửa lớn. Rồi củ hành tím thì mình sẽ sắc lát mỏng để mình phi với các bạn. Mình phi cho nó thơm lên. Phần củ cải cà rốt thì mình sẽ bào mỏng và sau đó mình sẽ sắc lại miếng vừa ăn. Ở đây thì mình dùng cái dao hình dạng sống đó các bạn để mình sắc. Cái dao này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà các bạn không có thì các bạn có thể sắc bình thường cũng được. Phần củ cải cà rốt thì mình cho trong cái chén. Tiếp theo là mình sẽ cho vô nửa muỗng canh muối. Và mình sẽ trộn đều lên. Mình ướp khoảng 15 phút. Và sau đó mình sẽ vớt ra. Và mình rửa sạch lại với nước lạnh. Cái xoài này thì mình sẽ gọt vỏ. Sau đó mình sẽ sắc giống như là củ cải cà rốt gì đó các bạn. Rồi trước tiên thì mình sẽ gọt vỏ nó ra. Và các bạn nhìn nè, ở bên trong trái xoài thì nó có màu hơi vàng vàng. Mình vừa gọt vỏ xong đó các bạn, rồi mình rửa sạch lại với nước lạnh luôn. Và tiếp theo là mình sẽ sắc ra. Trước tiên thì mình sẽ sắc lát như thế này. Các bạn sắc cái độ dày vừa thôi. Đừng có dày quá mà cũng đừng có mỏng quá. Mình cũng sẽ dùng cái dao dựng sống nè các bạn để mình sắc. Như vậy nhìn nó sẽ đẹp hơn. Mình sắc xong rồi các bạn cho trong cái tô nha. Tiếp theo thì mình sẽ đổ nước đá vô. Và mình sẽ trộn lên nha. Mình sẽ ngâm xoài trong nước đá như thế này để cho phần xoài của mình nó sẽ giòn hơn. Phần của cả cà rốt đó các bạn rửa sạch lại với nước lạnh rồi mình cho vô chung với xoài mình ngâm với nước đá luôn nha. Mình cho vô một ít nước. Mình sẽ cho củ cải cà rốt vô luôn nè. Màu cam với màu vàng này các bạn, rất là đẹp luôn á. Mình trộn lên nha. Và mình sẽ ngâm khoảng 10 phút. Phần ớt này các bạn có thể bằm nhuyễn hoặc là sắc lát hoặc là sắc sợi cũng được. Ở đây thì mình sẽ sắc lát nha. Mình sắc lát xíu xíu như gì nè. Để nào ăn cay nhiều thì các bạn có thể cho ớt nhiều hơn cũng được. Rồi chanh thì mình sẽ xẻ ra làm hai. Đây là chanh không hạt nha các bạn. Còn nếu mà các bạn dùng cái chanh có hạt thì khi mà các bạn nặng vô thì các bạn nhớ lột bỏ đi cái phần hạt. Rau răm thì mình sẽ sắc khúc. Các bạn sắc khúc khoảng 1cm là được rồi. Bạch tuộc mình hấp nãy giờ nó cũng đã chín rồi đấy các bạn. Và sau khi chín thì nó tèo lại một chút rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp rồi mình gấp cái con bạch tuộc này ra luôn. Bạch tuộc rất là nóng luôn các bạn, bốc khói luôn á. Bây giờ thì mình sẽ sắc nhỏ nó ra. Mình sắc theo từng cái rau á các bạn. Bây giờ thì mình sẽ pha cái phần nước trộn gỏi nhé. Mình sẽ cho 3 muỗng canh đường vô trong một cái chén lớn. Tiếp theo là mình sẽ cho vô 3 muỗng canh nước mắm. Và mình sẽ nặn vô nửa trái chanh. Sau đó mình sẽ trộn đều lên để cho đường tan ra. Rồi mình sẽ cho ớt sắc lát vô. Thì mình sẽ rang đậu phộng, cho đậu phộng trong chảo và cho vô một ít muối. Và
mình sẽ rang đậu với lửa nhỏ thôi. Rang cho đến khi nào hạt đậu của mình nó chuyển sang màu vàng và cái vỏ nó hơi nứt ra là được. Việc mà mình cho muối vô trong lúc rang đậu như thế này là để cho cái phần đậu của mình nó không có bị cháy á. Bây giờ thì mình sẽ phi củ hành tím, mình sẽ cho dầu ăn vô trong chảo. Và đợi cho dầu nóng lên thì mình sẽ cho hành tím vào và phi cho thật là vàng thơm. Và lúc phi hành tím thì mình sẽ phi với lửa vừa thôi nha các bạn. Phi cho đến khi nào hành tím nó vàng thơm lên là được. Rồi phần hành tím mình phi cho nó vàng vậy là được nha các bạn. Giờ mình sẽ vớt ra ngoài cái chén. Bạn vớt ra để cho nó ráo dầu. Rồi phần xoài và củ cải cà rốt thì mình vớt ra mình để cho ráo nước rồi đó các bạn. Bây giờ mình cho vô trong một cái tô. Bạn cho vô trong cái tô rộng rộng á để mình trộn gỏi cho nó dễ. Tiếp theo thì mình sẽ cho bạch tuộc vô. Mình sẽ cho rau răm vô, hành phi vô. Tiếp theo thì mình sẽ cho đậu phộng vô. Đậu phộng thì các bạn rang xong á các bạn bóc vỏ. Bạn có thể giã nát cũng được hoặc là để nguyên hạt luôn cũng được nha. Rồi mình đã cho tất cả các nguyên liệu vô trong cái tô rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần nước trộn gỏi vô nữa là xong. Giờ thì mình chỉ việc trộn đều lên. Và các bạn để khoảng 5 phút để cho cái phần nước trộn gỏi nó sẽ thấm vô tất cả các nguyên liệu. Và khi mà mình ăn thì nó sẽ đậm đà và ngon hơn. Wow, nhìn rất là nhiều màu sắc luôn nè các bạn. Màu vàng, màu cam, màu xanh, màu đỏ, gì đủ màu luôn nè. Mình rất là hấp dẫn luôn á. Và mình nghe cái mùi xoài chua chua đó các bạn. Mình nghe cái mùi thôi mình chảy nước miếng luôn á. Rồi bây giờ mình để yên khoảng 5 phút để cho nó ngấm vô. Sau đó mình sẽ hốt ra ngoài dĩa rồi mình ăn thôi. Ở đây thì mình sẽ chiên thêm vài cái bánh phồng tôm để mình ăn kèm á các bạn. Các bạn đun cho dầu sôi rồi sau đó mình sẽ cho bánh phồng tôm vô. Chiên cho nó phình ra như thế này rồi mình gấp ra mình để vô giấy thấm dầu. Rất là dễ chiên các bạn. Rồi, bánh phồng tôm thì mình cũng đã chiên xong hết rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình chỉ việc ăn thử thôi. Đây, mình sẽ ăn cái rau bạch tuộc nè các bạn. Mình kẹp vô với miếng xoài đi. Các bạn có thể chấm với lại nước mắm chua ngọt cũng được nhé. Mà mình ăn không thử trước. Bạch tuộc các bạn thì mình ăn nó mềm nè, hơi dai dai nè. Và nó giòn giòn nữa các bạn. Còn phần xoài á thì mình ăn nó có vị chua chua, ngọt ngọt nè. Và đặc biệt rất là giòn luôn. Cay quá. Đây mình sẽ cho xoài vô trong cái miếng bánh phồng tôm này các bạn. Cho vô một miếng cái rau bạch tuộc nữa. Đây mình sẽ ăn bóc như thế này luôn. Cái này mà gấp đũa thì rất là khó. Hương vị rất là đậm đà nha các bạn. Và mình ăn bánh phồng tôm ấy, thì nó giòn nè. Rồi xoài cũng giòn nữa. Có hành phi vô rất là thơm nè. Và rau răm nữa. Rau răm ăn rất là thơm nha các bạn. Xoài này thì nó không có chua lắm, nó có vị chua chua, ngọt ngọt. Và lúc mà các bạn trộn vô thì các bạn có thể nêm nếm lại. Nếu mà các bạn thấy chua quá, các bạn có thể cho vô thêm một ít đường. Tuột mà mình làm gỏi như thế này nè các bạn, thì mình ăn nó rất là giòn nè. Và nó có vị chua chua, mặn mặn nữa. Thì mình ăn thấy rất là vừa ăn luôn á. Giòn và mềm và ăn nó có vị thơm thơm nữa. Đây các bạn ơi, video làm món gỏi xoài bạch tuộc của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Nếu các bạn mà có thích cái món gỏi của mình á thì hãy nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.